Đúng như thông báo trước đó, vào lúc 20 giờ hôm qua, Hoàng Thùy đăng tải phần 4 của chuỗi được drama Hoàng Trẻ Chuyện, không còn thể hiện quá nhiều cảm xúc, chân dài xứ Thanh viết status ngắn gọn, che ngôi ban giám khảo chính thì ảnh hưởng gì ạ? Kèm theo đó là ảnh chụp màn hình tin nhắn được cho là Dược Sĩ Tiến trao đổi cùng một người nào đó. Trong ảnh chụp màn hình mà Hoàng Thùy đăng tải, một tài khoản có tên Dược Sĩ Tiến nhắn rằng không nên cho Hoàng Thùy ngồi giám khảo chính thức, còn với những vị trí như huấn luyện viên catwalk, giám khảo ở phần thi phụ thì không ảnh hưởng. Đặc biệt, tài khoản này còn nói rõ lý do từ chối cho Hoàng Thùy làm ban giám khảo Miss Universe Việt Nam là bởi Thanh Hằng không muốn. Bài viết về drama tiếp tục gây sóng gió trên mạng xã hội. Nhiều người để lại bình luận tranh cãi về thực hư việc Thanh Hằng không muốn ngồi ghế giám khảo cùng với Hoàng Thùy, dù trước đó cả hai không có hiềm khích gì với nhau trong nghề. Trước đó, Hoàng Thùy cũng đã ẩn ý đặt hashtag Mỹ Nhân Kế, khiến công chúng cho rằng cô đang ám chỉ đến việc Thanh Hằng có liên quan đến câu chuyện người đẹp bị loại bỏ khỏi danh sách trở thành ban giám khảo chính của Miss Universe Việt Nam. Hiện tại, đây là bài đăng tố mang tính chất một chiều của Hoàng Thùy. Siêu mẫu Thanh Hằng tỏ thái độ bình thản, đăng tải hình ảnh bó hoa mà chủ tịch Miss Universe Việt Nam tặng với lời nhắn Mr. V really want you. Dù vậy, cô vẫn bị một bộ phận cư dân mạng phản ứng gay gắt, cho rằng nữ siêu mẫu 8X đang làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của đàn em trong nghề. Trái ngược với thái độ của cư dân mạng, nhiều đồng nghiệp, bạn bè của cô đã bênh vực và ủng hộ người đẹp giữa drama. Bên cạnh đó, Hoàng Thùy đăng tải bài viết tố đàn chị cũng không được nhiều người đồng tình. Một số cư dân mạng cho rằng, việc người đẹp này công khai tin nhắn trao đổi công việc là thiếu chuyên nghiệp và bốc đồng. Đến nay, drama giữa Hoàng Thùy và ekip Miss Universe Việt Nam 2024 vẫn chưa có hồi kết. Nàng Á hậu thông báo sẽ còn đăng tải thêm nhiều tập nữa để minh chứng bản thân đang bị chèn ép trong vụ việc.